Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay có những thông tin chính sau đây. Khẩn cấp di dời hàng trăm hộ dân bị cô lập giữa lòng hồ thủy lợi ở Đắk Lắk. Việt Nam được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm 2020. Kết quả kiểm phiếu lại ở bang Wisconsin xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Argentina mở cuộc điều tra về cái chết của huyền thoại Diego Maradona. Thưa quý vị, vào tối hôm qua ở núi Chư Quanh ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục sạt lở, đất đá đổ xuống đã làm 3 căn nhà ở xã Hòa Phong bị sập hoàn toàn. Nhiều ngôi nhà khác ở xã Hòa Lễ cũng bị vùi lấp một phần. Chính quyền địa phương đã kịp thời cảnh báo người dân di dời, đồng thời hỗ trợ tiền mặt và lương thực thực phẩm cho các hộ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, lực lượng chức năng tỉnh vẫn đang thực hiện các biện pháp ứng cứu người dân ở những vùng sạt lở ngập lụt. Sau hơn một ngày mưa to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực lòng hồ Krông Bách Thượng, tỉnh Đắk Lắk lại tiếp tục bị ngập lụt nghiêm trọng. Hàng trăm hộ dân bị cô lập đang được di dời khẩn cấp. Dù vậy, công tác vận động tuyên truyền gặp rất nhiều khó khăn do nhiều người dân còn chủ quan, đến khi nước ngập đến nhà mới chịu di dời. Hiện nay thì chính quyền và các cái ngành huyện, xã đấy thì đang triển khai tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là quan tâm việc di dời người và tài sản. Trong 4 tháng qua, người dân vùng lòng hồ Krông Bách Thượng liên tục bị đe dọa mỗi khi có mưa lũ vì thủy lợi đã chặn dòng. Dự án thủy lợi đội vốn hơn 4.400 tỷ này sau 11 năm vẫn dậm chân tại chỗ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Hơn 600 hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu do đó bị mắc kẹt ở vùng lòng hồ. Sau những cơn mưa lớn liên tục nhiều ngày, vào sáng nay, trên quốc lộ 1C đoạn qua tuyến tránh đèo Rù Rì, Nha Trang đã xuất hiện nhiều thác nước từ vách núi tuôn xối xả xuống đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông bên dưới. Do khi làm tuyến đường mới từ ngã ba quốc lộ 1A đi thẳng vào trung tâm phía Bắc Nha Trang, tức quốc lộ 1C cũ, nhiều quả núi đã bị đơn vị thi công cắt đôi, tạo nên những vách đá thẳng đứng sát bên đường. Và sau những ngày mưa lớn liên tục vừa qua, từ trên các vách núi, nhiều thác nước xuất hiện, đổ xối xả xuống sát mặt đường. Sau khi hoàn thành thi công, đoạn đường mới này luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở vách núi, như trong đợt mưa lũ năm trước, nhiều tảng đá lớn từ trên đỉnh núi liên tục lăn xuống, chắn ngang mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông, nhất là xe máy. Đường Nha Trang đi Đà Lạt đã được thông tuyến sau gần 6 giờ bị chia cắt do gần 2.000 mét khối đất đá trên đèo Khánh Lê sạt lở. Tuy nhiên, do mưa lớn còn kéo dài, nguy cơ sạt lở mất an toàn giao thông vẫn còn tiếp diễn trên đèo Khánh Lê Lâm Đồng. Thưa quý vị, 27 du khách thành phố Hồ Chí Minh và 7 người dân địa phương đã bị mắc kẹt trên núi Tà Giang, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Hai đoàn cứu hộ đang tìm cách tiếp cận đoàn khách gặp nạn. 4 hôm trước, đoàn này đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Khánh Sơn, sau đó thuê 7 người dân địa phương dẫn đường để đi leo núi. Đến thứ Bảy, mưa bắt đầu lớn, khiến nước lũ dâng cao, nhóm người này bị mất liên lạc. Thông tin từ người dân địa phương cho biết hiện đoàn vẫn an toàn. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong ngày hôm nay cũng đã có mưa to đến rất to, nước trên các sông suối dâng cao, gây ngập sâu, chia cắt một số khu dân cư. Để ứng phó với mưa lũ, Quảng Nam đã chỉ đạo các xã bố trí lực lượng chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại các khu vực cầu cống, ngầm bị ngập, chia cắt và các điểm có nguy cơ sạt lở núi để phòng ngừa rủi ro. Riêng tại huyện Phước Sơn, tuyến đường từ thị trấn Khâm Đức vào xã Phước Kim đi các xã Phước Thành, Phước Lộc tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở đá, chính quyền đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Xã Phước Lộc đã sơ tán một số hộ dân ở khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi an toàn. Trên tuyến quốc lộ 40B, mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi, khiến đường về các xã vùng sâu, vùng xa của hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My bị gián đoạn. Các đơn vị thi công đang sử dụng tối đa phương tiện để san ủi đất đá, nối lại giao thông. Chỉ trong vòng hơn một tháng, đã có đến 8 cơn bão, 6 cơn lũ làm cho người dân và tài sản ở các tỉnh miền Trung thiệt hại nặng nề. Tính riêng về kinh tế, các lĩnh vực nông nghiệp như là lúa, hoa màu, gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản, sạt lở hư hỏng các công trình thủy lợi, đê sông, đê biển đã là trên 30.000 tỷ đồng. Đợt lũ tháng 10 vừa qua làm gần 200 hecta rau màu của bà con Đông Hà bị mất trắng. Ngay khi lũ đi qua, người nông dân đã ra đồng sản xuất trở lại. Bằng nguồn vốn của gia đình và sức lực của hai vợ chồng cố gắng làm để mà cải thiện lại kinh tế gia đình, huy động tất cả các lực lượng từ tỉnh đến cơ sở để mà tập trung vệ sinh môi trường, cải tạo là những cái vùng bồi lấp, những cái vùng mà Có thể là bồi lấp sâu thì chúng ta chuyển qua trồng lại những cái cây rau màu mà có hiệu quả cao hơn. Để người dân tạm ổn định sản xuất, từ nay cho đến Tết Nguyên Đán, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với các ban ngành doanh nghiệp bước đầu đã hỗ trợ các loại giống cây trồng vật nuôi ngắn ngày. Tuy nhiên, về lâu dài, rất cần chính phủ hỗ trợ các nhóm cơ chế chính sách nguồn lực để người dân có thể ổn định cuộc sống bền vững. Liên quan đến tình hình bệnh nhân COVID-19 số 1138 dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 vào ngày 26 tháng 11. Hôm qua, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã cho kết quả âm tính lần 1. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân số 1138 tái dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình đã khẩn trương thực hiện truy vết những người tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Trong đó xác định có 4 trường hợp F1, 8 trường hợp F2. Hiện sức khỏe của những người này đều bình thường và tiếp tục được theo dõi cách ly. Bên cạnh đó, đã tiến hành các biện pháp xử lý môi trường tại nhà của bệnh nhân và những nhà xung quanh. Chúng tôi nhận định là đối với cái trường hợp này thì cái khả năng lây nhiễm ra cộng đồng là rất ít, bởi vì là chúng ta đã thực hiện một cái cách rất là đồng bộ ngay từ đầu. Sức khỏe của bệnh nhân số 1138 hiện ổn định, không có biểu hiện ho, sốt. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hôm nay cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một nữ bệnh nhân bị máy xay thịt cuốn dập nát bàn tay trái. Trước đó, bệnh nhân nhập viện với tình trạng các ngón tay tím tái cùng máy xay thịt trên cánh tay. Bệnh nhân 46 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, theo người nhà, thay vì rút chốt điện máy xay thịt để vệ sinh, thì bệnh nhân lại rút nhầm chốt cắm nồi cơm điện, nên máy vẫn hoạt động và cuốn dập nát bàn tay. Tại bệnh viện, đội ngũ cấp cứu đã gỡ bàn tay bệnh nhân ra khỏi máy xay, nhưng do vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử cao, nên các bác sĩ đã quyết định tháo ngón thứ 3. 4 ngón còn lại được bảo tồn thành công. Hiện bệnh nhân đang phục hồi tốt. Theo thông tin từ tổ chức giải thưởng World Travel Award, Việt Nam vừa được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm 2020. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam giành chiến thắng ngoạn mục ở hạng mục này. Giải thưởng World Travel Awards được coi là giải Oscar của ngành du lịch. Việc 2 năm liên tiếp Việt Nam được vinh danh ở hạng mục điểm đến di sản hàng đầu thế giới đã khẳng định sức cuốn hút hàng đầu về tài nguyên thiên nhiên cũng như tài nguyên văn hóa của đất nước ta đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng minh chứng cho những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản đất nước. Đây là cơ hội vàng tiếp tục khẳng định thương hiệu điểm đến quốc gia, nâng cao vị thế du lịch Việt Nam, quảng bá rộng rãi những tiềm năng thế mạnh đặc sắc của du lịch Việt Nam ra thế giới. Cập nhật các thông tin liên quan sau cuộc bầu cử Mỹ, quá trình kiểm phiếu lại ở 2 hạt lớn nhất của bang Wisconsin đã hoàn tất. Kết quả xác nhận ứng viên Joe Biden của đảng Dân Chủ đã đánh bại Tổng thống Donald Trump tại bang dao động quan trọng này với cách biệt hơn 20.000 phiếu. Hạt đen đã hoàn tất quá trình kiểm phiếu lại vài ngày sau khi hạt Milwaukee cũng hoàn tất quá trình tương tự. Kết quả cho thấy có thay đổi trong lần kiểm lại hơn 800.000 phiếu cuối cùng ở bang này. Theo đó, khoảng cách giữa ông Biden và Tổng thống Trump đã tăng thêm 87 phiếu. Cho đến nay, ekip vận động tranh cử và nhóm pháp lý của Tổng thống Trump đã thất bại trong hàng chục vụ kiện khi không thể thuyết phục các thẩm phán về các bất thường trong bầu cử ở những bang quan trọng như Michigan, Georgia, Arizona và Nevada. Trong khi đó, ứng cử viên đảng Dân Chủ đang tiếp tục kiện toàn đội ngũ nhân sự. Bà Jen Psaki, cựu nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, được đề cử cho vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng, và Kate Bedingfield, nữ phát ngôn viên đội ngũ tranh cử của ông Biden, được nhắm chức giám đốc truyền thông Nhà Trắng. Khác với tiến trình bổ nhiệm vị trí trong nội các, đội ngũ nhân sự trong Nhà Trắng sẽ không cần được Thượng viện phê chuẩn. Bộ Y tế Campuchia cho biết 5 người đã thiệt mạng và 110 người khác phải nhập viện sau khi uống rượu gạo bị nghi có nồng độ methanol quá cao. Vụ ngộ độc xảy ra tại một ngôi làng ở tỉnh Kampong Chanang. Và hôm qua, tới nay đa số những người phải nhập viện đang dần hồi phục. Giới chức địa phương đã tạm thời cấm bán rượu gạo, kêu gọi người dân không uống rượu không rõ nguồn gốc hoặc được sản xuất không đúng quy trình. Rượu gạo là đồ uống khá phổ biến tại các khu vực nông thôn ở Campuchia do giá thành rẻ, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Hồi tháng 6 vừa qua, một vụ ngộ độc tương tự xảy ra tại tỉnh Bantiay, Meanchai, khiến 7 người thiệt mạng và hơn 30 người nhập viện. Đối với người hâm mộ bom tấn điện ảnh Star Wars, nam diễn viên David Prowse là một tượng đài bởi sự nghiệp của ông gắn liền với vai diễn chúa tể bóng tối Darth Vader. Ông vừa qua đời ở tuổi 85 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Tài khoản Twitter của công ty Boeington Management viết rằng Sự ra đi của David Prowse mang đến nỗi mất mát và niềm tiếc thương vô hạn cho chúng tôi, cũng như hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. David Prowse, nổi tiếng với vai diễn chúa tể bóng tối Darth Vader trong các phần phim Star Wars, phiên bản của các năm 1977, 1980 và 1983. Ông đã khiến hình tượng chúa tể bóng tối trở thành huyền thoại trong văn hóa giải trí Mỹ, nhờ vào chiều cao 1m98. Darth Vader cũng đứng thứ 3 trong danh sách 50 kẻ ác vĩ đại nhất trên màn ảnh do Viện phim Mỹ bình chọn. Tháp Eiffel là biểu tượng trường tồn của nước Pháp, những hiện vật từ tòa tháp luôn được giới sưu tầm săn đón. Và trong ngày mai, một đoạn của chiếc cầu thang sắt xoắn ốc sẽ được đem bán đấu giá, giá trị ước tính khoảng 40.000 euro. Đoạn thang có giá trị cao vì theo nhà đấu giá Arcurian, nó chính là phần thang nguyên bản có từ hồi khánh thành tháp Eiffel. Đến năm 1983, nhà quản lý tháp quyết định giảm bớt số lượng thang sắt và thay bằng thang máy tại khu vực tầng 2 và 3. Thang sau đó được chia nhỏ thành 24 phần, trong đó 20 phần đã được bán đấu giá. Khách hàng hỏi chúng tôi về màu sắc thang và đây là màu đã được sơn sửa lại đúc trùng tu. Giống dị tháp Eiffel không nâu cũng không xám mà mang màu sắc đỏ. Đoạn số 17 có chiều cao 2,6m này đã được một thương nhân người Canada mua vào năm 1983 và vừa bán lại. 4 đoạn khác vẫn còn được giữ tại tháp Eiffel. Thưa quý vị, rạng sáng nay trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, một đôi vợ chồng đi xe máy đã bị cướp giật túi xách, khiến cả hai người ngã xuống đường bị thương nặng. Khoảng 4 giờ sáng, đôi vợ chồng quê Đồng Tháp chạy xe máy trên quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc. Khi đến đoạn khu công nghiệp Tân Tạo thì bị kẻ cướp chạy xe máy áp sát, giật túi xách. Hai vợ chồng bị ngã trượt dài trên đường và bị thương nặng. Kẻ cướp bỏ chạy ngay sau đó. Theo các bác sĩ bệnh viện, người chồng bị chấn thương nặng vùng đầu, còn người vợ bị gãy tay. Công an quận Bình Tân đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy bắt kẻ cướp. Cháy lớn đã xảy ra tại một cửa hàng điện tử ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nhiều tài sản. Khoảng 21 giờ 30 phút tối qua, sau nhiều tiếng nổ lớn, người dân thấy khói bốc cao từ một cửa hàng điện tử nên nhanh chóng dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Lửa bùng phát mạnh bao trùm cửa hàng khiến nhiều người bên trong không thể thoát ra. Người dân đã phải dùng thang bắt từ phía sau để nhiều người từ trên lầu leo xuống đất an toàn. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn và Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang huy động 4 xe chữa cháy, nhiều thiết bị chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Dù cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân cháy đang được làm rõ. Bất chấp biển cấm, tài xế vẫn điều khiển xe tải nặng trên 15 tấn qua cầu Thiên Hộ khiến cầu bị sập. Sự cố xảy ra vào tối qua tại thị trấn Thiên Hộ, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Khoảng 22 giờ 30 phút tối hôm qua, tài xế Nguyễn Văn Thuận, 42 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, điều khiển xe tải chở lúa, di chuyển qua cầu theo hướng từ Đồng Tháp đi Tiền Giang. Khi chiếc xe đến giữa cầu thì cầu sập, làm cả phương tiện cùng hàng hóa rơi xuống kênh, sự cố không gây thiệt hại về người. Được biết, cầu Thiên Hộ bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp chỉ cho phép xe ô tô dưới 16 chỗ lưu thông một chiều. Sáng ngày hôm nay, cơ quan chức năng đã có mặt điều tra nguyên nhân và tổ chức phân luồng giao thông đường thủy trên kênh Nguyễn Văn Tiếp. Công an thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương đang điều tra một vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng nay, nghe tiếng động mạnh trên quốc lộ 1K, đoạn qua phường Bình An, nhiều người dân chạy ra thì phát hiện một người đàn ông tử vong gần dải phân cách. Cách thi thể nạn nhân khoảng 20m là chiếc xe máy và mũ bảo hiểm. Bước đầu, công an nhận định nhiều khả năng nạn nhân va vào dải phân cách rồi tự ngã ra đường. Đúng lúc đó, một xe ô tô chạy tới cán qua người. Tuy nhiên, chiếc ô tô này đã rời khỏi hiện trường. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Bá Tường, 18 tuổi, ngụ thành phố Dị An. Sáng nay, xe đầu kéo do tài xế Đỗ Văn Đức, 36 tuổi, điều khiển trên quốc lộ 60, đoạn qua xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đã xảy ra va chạm với xe ô tô khách do tài xế Tăng Thành Phong, 41 tuổi, điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến cho xe đầu kéo lao thẳng vào hàng rào nhà dân gần đó, làm hư hỏng gần 10 chiếc xe máy đang đậu. Tai nạn cũng làm ít nhất 5 người trên xe khách bị thương, đã được người dân cùng lực lượng chức năng địa phương đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chiều nay, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhân Phạm Văn Tú, 16 tuổi, ở xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, vào cấp cứu trong tình trạng bị khúc gỗ keo dài gần 2 mét, đường kính khoảng 10 cm, xuyên qua dưới ngực phải. Các y bác sĩ đã khẩn trương tiến hành mổ, lấy đoạn cây gỗ ra khỏi người nạn nhân. Trước đó, Tú điều khiển xe máy đi học về, không làm chủ tốc độ, đã đâm vào xe chở gỗ keo và bị khúc gỗ đâm qua người. Người dân đã nhanh chóng chặt đoạn gỗ keo còn lại và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hai vợ chồng sau khi cãi nhau đã nhảy xuống kênh Thanh Đa, quận Bình Thạnh. Đến sáng nay thì thi thể của người đàn ông đã được tìm thấy. Theo người dân chứng kiến, vào tối qua, hai vợ chồng cãi nhau tại một quán ăn gần khu vực Cầu Kinh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bất ngờ người phụ nữ leo qua lan can cầu, nhảy xuống kênh, người chồng chứng kiến sự việc cũng nhảy theo. Người phụ nữ sau đó đã được cứu sống, đưa lên bờ, riêng người đàn ông mất tích. Công an quận Bình Thạnh cùng người nhà của công an thành phố Hồ Chí Minh đã đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến rạng sáng nay, thi thể được tìm thấy cách nơi nhảy xuống hơn 20 mét. Được biết hai vợ chồng từ tỉnh khác lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Thưa quý vị, giới chức tư pháp Argentina đang mở cuộc điều tra về cái chết của huyền thoại bóng đá Diego Maradona, theo hướng đây là một vụ ngộ sát. Cảnh sát đang lấy lời khai của những người liên quan, gồm cả thân nhân của Maradona. Theo hãng tin AFP, cảnh sát đã khám xét phòng khám và nhà riêng, bác sĩ riêng của Maradona nhằm tìm kiếm bằng chứng liên quan tới cáo buộc ngộ sát. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi gia đình của Maradona bày tỏ quan ngại về quá trình ông được điều trị bệnh tim tại nhà. Luật sư riêng của Maradona cũng cho biết sẽ yêu cầu mở điều tra về cái chết của huyền thoại này, đồng thời chỉ trích phản ứng quá chậm của dịch vụ cấp cứu. Thưa quý vị, chương trình 60 giây hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.